Xin chào các bạn. Trước mặt các bạn là một cái dây son leo đó các bạn. Dây son leo nó còn có tên khác là tam phỏng son leo hoặc là lồng đèn các bạn, tùy theo mỗi nơi người ta đặt cho nó mỗi cái tên. Dây son leo thì được nhiều người biết đến với nhiều công dụng tốt. Trong đó phải kể đến là tác dụng đối với những người bị bệnh tiểu đường nha các bạn. Ngày nay thì được nhiều người sử dụng phổ biến trong dân gian. Cái son leo này là một trong những thảo dược quý và được nhiều người tìm sử dụng. Sử dụng nó thì làm dược liệu thì nó rất nhiều, mang lại rất nhiều cái kết quả tốt nha các bạn. Khi nghe đến cái dây son leo thì chắc hẳn các bạn, nhiều bạn chưa biết đến cái loại cây này. Cây này nó mọc dại nha các bạn. Cái dây son leo này thì nó mọc dại và cách sử dụng cũng rất là đơn giản các bạn. Cái bộ phận sử dụng là thân, rễ và lá, có nghĩa là toàn cây đều dùng để làm thuốc. Tính vị của nó thì nó có vị cay và đắng. Công dụng chính là thường được dân gian dùng trong các thang thuốc hỗ trợ điều trị viêm nhiễm như là viêm đường tiết niệu, viêm thận, mụn nhọt, mẩn ngứa ngoài da, hỗ trợ điều trị tiểu đường khá hiệu quả. Gần đây còn được dùng để làm thuốc hạ đường huyết, hạ sốt, mát gan và giải độc, bảo vệ chức năng gan. Cái dây này nè các bạn, trước mặt các bạn cái lá nó y như cái lá cây cây sào đông các bạn. Cái lá thì giống sào đông, sào đầu đó các bạn. Còn cái thân của nó là thân leo nha các bạn, nên người ta đặt tên cho nó là cây cây sào đông leo hoặc là son leo. Cái trái của nó thì phồng lên ba cạnh như hình cái lồng đèn, nên một số nơi người ta đặt nó là cây lồng đèn hoặc là tam phỏng. Tam là ba, phỏng là phồng lên đó, là ba cái cạnh nó phồng lên như cái lồng đèn. Cây này thì nó mọc hoang rất nhiều ở nước ta. Hiện nay cây ngoài tự nhiên, cây mọc ngoài tự nhiên thì rất là hiếm nha các bạn, do người ta khai thác hết rồi, nên là một số nơi người ta đem về người ta trồng, trồng làm thuốc và trồng làm cảnh nha các bạn. Người dân thường thu hái trong những ngày mùa hè, bởi bởi đây là thời gian cái cây phát triển rất mạnh, cây tươi tốt và có nhiều lá non xanh. Người ta thường cắt những cái dây xanh non này, sau đó cắt ngắn hoặc là băm để phơi khô và nấu uống dần. Thành phần hóa học của cái cây này là nó có nhiều phenol, tannin và saponin. Hoa của cái cây son leo này là có nhiều công dụng, nó như là hoa và trái của nó cũng có nhiều công dụng như thân và lá của nó thôi các bạn. Theo kinh nghiệm dân gian thì nó cái dây son leo này hỗ trợ một số bệnh như là viêm tiết niệu này, viêm bàng quang, viêm thận cấp, tiểu đường, huyết áp cao, mát gan, giải độc, bảo vệ gan, giảm mụn nhọt, hạ sốt. Sau đây mình sẽ chia sẻ cái cách sử dụng cái dây son leo này nha các bạn. Sử dụng viêm đường tiết niệu này, viêm bàng quang, viêm thận cấp. Dùng 30 g cây son leo này phơi khô, cái dạng khô, phơi khô rồi nha các bạn, 30 g khô, rửa sạch, nấu với 1,2 lít nước, nấu cạn khoảng còn 800 để uống hàng ngày. Tiểu đường huyết áp cao dùng khoảng 50 g
khô nha các bạn. 50g cây son leo khô này. Nấu với 1 lít rưỡi nước. Nấu cạn còn lại 1 lít. Uống trong ngày. Có thể dùng nước sôi hãm như trà để uống. Nó có một công dụng nữa là hỗ trợ điều trị mụn hạ sốt. Lấy 50g cây khô pha như trà uống hàng ngày. Đây là cách hỗ trợ điều trị mụn đơn giản, đặc biệt là mụn bọc, mụn trứng và mụn trứng cá. Một số nghiên cứu về cây son leo này các bạn xác định được hoạt động bảo vệ gan và chiết xuất cây tầm cây son leo này. Người ta làm thí nghiệm ở trên con chuột bạch nha các bạn, cuộc nghiên cứu khoa học bởi các nhà khoa học Ấn Độ đã xác định hoạt động hạ đường huyết, hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, hạ huyết áp của chiết xuất từ cây tầm phỏng, cây son đó các bạn, son leo này. Công trình nghiên cứu được tiến hành bởi các nhà nghiên cứu khoa học Ấn Độ. Mới đây, nhóm các nghiên cứu Đài Loan đã xác định được đặc tính chống oxy hóa và chống viêm từ chiết xuất của cây son leo này các bạn. Trong thử nghiệm chống viêm chiết xuất từ cây son leo này, ức chế sự phát triển của phù chăn ở cá thể chuột. Đó là một số cái công dụng cơ bản từ cái cây son leo này nha các bạn. Son leo hoặc là tầm phỏng hoặc là lồng đèn, mỗi nơi người ta đặt mỗi cái tên khác nhau các bạn. Còn theo y học hiện đại thì cây son leo này nó có tác dụng là bảo vệ và tăng cường chức năng gan. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thì cái dịch chiết từ cái cây son leo này nó có tác dụng về bảo vệ gan và trị các bệnh về xơ gan. Thực nghiệm được tiến hành trên chuột, thử nghiệm Ấn Độ nha các bạn. Chuột bạch đó, chuột người ta làm thí nghiệm đó. Chống oxy hóa và chống viêm. Đó là một số cái công dụng cơ bản từ cái cây son leo này các bạn. Mình đã chia sẻ cho các bạn rồi. Các bạn xem video của mình thì các bạn nhớ bấm đăng ký phía dưới để theo dõi video mới nhất của mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại các bạn trong video mới của mình nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.